B52 form lên đường nha anh em. Sự kiện tứ kỳ yêu dấu. Bay lên trời, cây chi ở lại. Giới thiệu với anh em loa form B52 nhá. Một đôi loa B52 và một cặp xúc kép. Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. À ơi em đi lấy chồng, anh vẫn một mình. Dư Tứ đi rất là xa. À ơi thao dũng sân đình, thương anh một mình. Một mình nhớ em. Phóng rất xa anh em nhé. Quê nhà tôi ơi, bao vì xanh tím, nón chiều che nắng, mất chiều hoang vắng. Những đêm mùa đông, khói hương trầm bay, bóng cha ngồi đây. Ngọn đèn lung lay, bức tường vôi trắng. Quê nhà tôi ơi, quê người con gái. Mắt buồn xa nâu, dấu tình yêu dấu. Mắt đen về đâu, mắt đen của tôi. Mắt đen chờ ai, tháng ngày mỏi mòn, mối tình lòng đông. À ơi hoa bay lên trời, cây chi ở lại. À ơi hoa cài lên trời. À lực, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À lực. Kính thưa quý vị, cô bác anh chị và các bạn kính mến, trong buổi chiều ngày hôm nay thì âm thanh ánh sáng thanh đạm đã lắp xong và rất mong được vui lòng phục vụ quý vị cô bác anh chị và các bạn trong những cuộc vui trong năm 2022. Cứ nói đi. Về trung tâm hôn nhân cưới trong buổi chiều ngày hôm nay, mời trà, mời nước, mời thuốc và cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm ánh sáng và âm thanh dây tứ đã có mặt trong hôn trường cưới buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng tôi xin ít phút để chỉnh âm thanh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đêm nay một đêm đặc biệt phục vụ cho quý vị, cô bác, anh chị và các bạn để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Chúng tôi trân trọng giới thiệu những ca sĩ, nghệ sĩ đến từ mọi miền quê hương đất nước trong buổi tối hôm nay. Một đêm duy nhất chúc phúc cho hai bạn hãy em chúng tôi ngày hôm nay. Có các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ mọi miền quê hương đất nước sẽ có mặt đóng góp trong chương trình ca nhạc văn nghệ đêm ngày hôm nay. Rất là xa. Duy nhất ngày hôm nay tại hôn trường cưới của gia đình họ nhà trai. Chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể trân trọng kính mời. Quý vị, cô bác, anh chị và bạn, chúng ta hãy cùng khẩn trương thu xếp công việc riêng tư của mình để trở về trung tâm hôn trường cưới trong buổi tối nay. Một đêm duy nhất với âm thanh ánh sáng duy tứ đã có mặt tại hôn trường cưới trong suốt hai ngày hôm nay. Và đêm ngày hôm nay một đêm đặc biệt để phúc chúc phúc cho cô dâu chú rể. Chúng tôi xin phép được thay lời cho gia đình, thay lời cho cô dâu và chú rể trân trọng kính mời. Quý vị khách quý, cô bác, anh chị và bạn, chúng ta hãy cùng khẩn trương trở về trung tâm hôn trường cưới, mời chầu, mời nước, mời thuốc và cùng chúc phúc cho hai bạn anh em chúng tôi trong đêm ngày hôm nay. Một đêm duy nhất chương trình ca nhạc chúng tôi sẽ mở màn vào lúc 7:30. Trân trọng kính mời. Alo tiếp đi. Alo. Và kính thưa quý vị, đúng đã trải qua bao năm tháng đợi mong chờ, tình yêu hạnh phúc bây giờ là đây, tràn ngập trong niềm vui hạnh phúc của hai bạn trẻ, trong cái niềm vui trọng đại của gia đình họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay.
Nhân lời trân trọng từ gia đình và nhận tấm thiệp hồng từ chú rể. Quý vị khách quý, cô bác, anh chị và các bạn đã gác lại những công việc hệ trọng của mình để trở về trung tâm hôn nhân cưới trong suốt buổi chiều ngày hôm nay, giúp đỡ chung tay, giúp đỡ cho công việc gia đình chúng ta trong buổi chiều hôm nay đã gần như hoàn tất. Và bây giờ ánh nắng hoàng hôn đã trải xuống và cũng là lúc công việc của gia đình chúng ta hoàn tất. Chúng tôi xin phép được thay lời cho ban nhạc, thay lời cho âm thanh ánh sáng duy tứ, thay lời cho cô dâu chú rể, thay lời cho gia đình ngàn lần cảm ơn những tấm lòng thiện tình của quý vị khách quý, cô bác, anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian công việc gia đình của mình để trở về trung tâm hôn nhân cưới giúp đỡ công việc của gia đình ngày hôm nay. Giờ nhằm loa B52, loa bom B52 gọn nhẹ, hiệu quả. Quý vị một ca khúc Đêm Lo Sao được test trên đôi loa bom B52, loa B52 bom Pro. Quý vị đang được nghe chất âm từ đôi loa bom B52.